Range Rover Vela được mệnh danh là mẫu xe vạn người mê kể từ khi ra mắt. Để sở hữu một chiếc Range Rover Vela đập hộp, người mua phải chi trả số tiền lên tới gần 5 tỷ rưỡi. Mới đây, trên thị trường xe cũ, một chiếc Range Rover Vela 2019 với ngoại hình như mới được giao bán với mức giá rẻ hơn, 1 tỷ so với niêm yết. Hiện tại, mức lăn bánh của xe chưa được người bán tiết lộ. Theo tiết lộ của người bán, chiếc Range Rover Vela 2019 mới chỉ vận hành ở trạng thái siêu lướt vậy nên, không có gì ngạc nhiên khi xe có ngoại hình như mới. Kích thước chiều dài rộng cao của xe lần lượt tương ứng là 4.803mm, 1.930mm, 1.665mm, trục cơ sở đạt 2.784mm. Hệ thống chiếu sáng trên xe được trang bị đèn LED ma trận. Bộ mâm đa chấu kép với kích thước 21 in khiến chiếc Range Rover, Vela trông thêm phần thể thao. Chất lượng nội thất xe được giữ nguyên với màu be chủ đạo ghế xe bọc da chỉnh điện 10 hướng, nhớ 3 vị trí, tích hợp làm mát, sưởi ấm. Xe được trang bị màn hình kép touch Pro với hai màn hình cảm ứng HD 10 inch cùng hệ thống âm thanh 17 loa Meridian. Các chi tiết nội thất vẫn giữ được chất lượng ổn định. Range Rover Vela 2019 được sử dụng động cơ tăng áp 4 xi lanh, dung tích 2 lít, kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp giúp sản sinh công suất 296 mã lực và mô men xoắn cực đại 400 Nm. Các tính năng an toàn trên Range Rover Vela 2019 bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh, phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, kiểm soát lực phanh khi vào cua, giám sát người lái, hỗ trợ đỗ xe thông qua cảm biến, camera 360 độ. Hiện nay, chiếc xe đang có mặt tại Hà Nội và được chào bán với mức giá 4 tỷ 350 triệu. Đây rõ ràng là một mức giá sở hữu khoảng cách đáng cân nhắc đối với giá trị mua mới kể trên. Xe cổ,